Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AI Video. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái bước mình lấy lạc ra để chầm lá ha. Đây, đây là cây lạc tách làm hai rồi. Giờ sẽ lấy ra. Sẽ lấy từ trên trọt nha. Xài dao nhỏ đi, dao nhỏ cho dễ lấy. Lấy từ từ nha. Cái bước mà lấy được một cái cây lạc nha. Những cái cây này là làm từ bằng, tại vì mình sẽ sử dụng dây lẹm đồ này kia, mình không xài được xài dây lạc. Thì biết mẹ hô hồi nấu cơm có trứng gì đó, hồi chiên. Chiên nấu. Cắt cái này cái. Bây giờ tước được một cái nhúm đầu rồi nè. Nhúm đầu. Những cây lạc này là lấy từ cái đám lá dừa nước. Có cây lớn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy từ cái này. Cây này luôn nha. Thì giống như là mình lấy, mình phải lấy từ trên đầu xuống để nó không có bị hư cái cây lạc á. Lấy từ trên đầu nha, lấy từ đầu xuống tới mí dưới luôn. Lấy cái này thì lấy ít thôi chứ không lấy nhiều, nó lấy nhiều nó sẽ bị hư cái đầu á. Nó hư cái đầu lạc. Bây giờ đấy, kéo vậy luôn. Đây, nắm cây dài ra. Phải chặt lại đó. Coi một lần lấy là được mấy cây. Sáng. Trời đang chuyển mưa quá trời. Chín. Ừ. 11. Thấy cái này được 11 cây nè. Rất là dài. Này cũng sẽ tước lên. Cũng chuốt lại hết. Này cứng. Có cái dao kia cần làm được. Bây giờ cái này mình thấy cái chuốt dài 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 xuống nó sát cho nè. Để có cây cận. Đó, cái này phần này trước nè. Thank you.
thường. Bốn tay à. Thì bây giờ mình sẽ chặt hết cái này nha mấy bạn. Đây mình sẽ cho nó nhọn lại, đằng khi mà mình chầm á dễ chầm. Thì mình sẽ chặt trước, xong ngày mai mình sẽ cho các bạn xem cái công đoạn mà chầm. Đây là khi mà chặt cái này á là phải chặt cho nhọn thiệt là nhọn, nó mới không bị ấy. Nó không nhọn là nó sẽ bị tà cái đầu hết, khi chầm là khó. Chặt cái này xong là mọi người phải phơi nữa. Mình phải phơi nữa, mình phơi xong rồi mới chầm được. Phơi mình thui, ví dụ như không có nắng á thì mình phơi xong rồi thui cho cái đầu nó cứng lắm mấy bạn. Những cái đầu này là nó đang dính liền nè, cho nên là giống như nó còn mỏng quá á, mình mới chặt. Được một bớ rồi nha. Bây giờ mình sẽ bớ nữa. Này, thấy không? Các bạn có thể thấy nè. Đây, cái này nè là cái đầu mình đã chặt được một mớ rồi nè. Bây giờ mình sẽ chặt thêm mớ này nữa nè. Trời, đây đang chuyển mưa không hả? Chặt một mớ rồi, bây giờ mình lấy cái này cho rồi nữa. Cái nào thì cái nào kéo được thì kéo xuống lên. Mình cũng đã quay cho các bạn xem cái bước mà mình làm những cái lạc rồi, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.